Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện đệ nhất danh sách. Tập 110. Chương 1091. Quá khách khí. Hiện tại đám Nhâm Tiểu Túc xem như đã tiến vào cảnh nội của Vương quốc Vô Sư. Dựa theo tính toán của Mai Qua, đi thêm 100 km về hướng Tây là có thể đến Đô Thành. Bấy giờ khắp nơi đều là cát vàng sỏi đá, bụi cây lùn như nấm lớn mọc trên mặt đất. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng đuổi theo kẻ địch. Đối phương rất cẩn thận, ẩn núp trong bóng tối. Khi đánh lén không thành công thì lựa chọn rút lui. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có thêm hứng thú. Thì sao trong số các vu sư, có người lại có trình độ chiến đấu cao như thế? Phải thế mới đúng chứ. Tổ chức vu sư có thể tấn công cứ điểm 178 sao có thể chỉ như mấy con dê rụt đầu, phải có ca lớn. Vu sư chạy thục mạng về hướng Nam, tốc độ còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng thượng của Nhâm Tiểu Túc, hẳn đã dùng vu thuật hỗ trợ. Chỉ là đối phương có chạy nhanh hơn cũng chỉ là cái vu sư. Từ từ, Nhâm Tiểu Túc đã thấy được bóng lưng của đối phương. Trên đùi đối phương có cột băng dính, mặc giáp mềm, có mũ che mặt. Người này trông không giống vu sư mà giống thích khách hơn. Băng dính trên đùi rất hữu dụng, dùng để phòng ngừa giãn tĩnh mạch khiến bắp chân không bị sưng to. Hơn nữa trong lúc chiến đấu có thể phòng rắn rết chui vào trong quần và mũi đốt. Nhâm Tiểu Túc có phần kinh ngạc, không ngờ trong quốc gia vu sư vẫn có vu sư tinh thông chiến đấu như vậy. Chỉ sợ người này chuyên làm mấy công việc bẩn thỉu cho tổ chức vu sư a. Vu sư nọ thấy Nhâm Tiểu Túc không đuổi theo nữa thì lần nữa lấy chân thị trí nhãn trên đai lưng ra, trong miệng lẩm bẩm. Trong chớp mắt, trước mặt Nhâm Tiểu Túc bỗng xuất hiện bức tường lửa cao 4 mét. Hỏa diễm hừng hực bốc hơi thiêu đốt lên, nhiệt độ cực cao khiến trong khoảnh khắc lùm cây xung quanh tại đều bị thiêu đốt. Chẳng qua khi tường lửa tới dưới chân Nhâm Tiểu Túc, hắn lại không hề có ý né tránh, trực tiếp ra sức nhảy lên trên. Vu sư quay đầu lại thấy một màn này thì thầm chấn kinh. Đây có còn là người bình thường không? Hắn không thấy thiếu niên này sử dụng vu thuật, sao có thể dùng lực lượng thân thể thuần túy mà vượt qua được tường lửa chứ? Thế nhưng trong mắt Nhâm Tiểu Túc, chuyện này lại vô cùng đơn giản. Vu sư âm thầm kinh hãi tính dùng vu thuật muốn nhanh chóng thoát khỏi Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên sau lưng hắn có chút quỷ dị, hắn không cần phải ở đây mạo hiểm. Vu sư lần nữa quay đầu lại thì thấy không biết từ lúc nào, trong tay Nhâm Tiểu Túc là chân thị chi nhãn màu đen. Màu đen, chân thị chi nhãn. Nội tâm vu sư như có sóng to gió lớn, chân thị chi nhãn màu đen sao có thể xuất hiện trong tay thiếu niên lạ lẫm này. Khi hắn cố gắng xác nhận lại lần nữa thì Nhâm Tiểu Túc ở phía sau hắn hô lớn, chúc mừng phát tài, năm mới vui vẻ, chúc ngươi hạnh phúc, tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vu sư có phải khách khí quá rồi không? Mắt thấy Nhâm Tiểu Túc không ngừng chúc phúc, vu sư cảm thấy thật sự bối rối. Rõ ràng tên này biết hắn tới đây là gì, sao lại chúc phúc cho hắn? Nhưng vấn đề ở chỗ, mấy lời chúc này quá lộn xộn à, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn là quái gì? Vu sư nghĩ thầm, có phải đối phương đang muốn giảng hòa không? Kỳ thật đối phương cũng không muốn liều mạng với hắn. Hắn do dự một giây rồi cao giọng nói, ta cũng chúc ngươi hạnh phúc. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, cả người như bị chôn xuống bùn lầy. Vu sư bối rối, đây là thật vu thuật, cơ mà nãy giờ hắn đâu thấy đối phương đọc chú ngữ gì đâu. Không đúng, lời chúc phúc kia chính là chú ngữ a. Chú ngữ gì lạ vậy? Vu sư thề, hắn sống hơn 30 tuổi mà đây là lần đầu nghe được chú ngữ khách khí như vậy. Có người có thể dùng ngôn ngữ trung thổ như chú ngữ, có người sở hữu được chân thị trí nhãn màu đen. Điều này khiến vu sư nhất thời rối loạn. Hắn cần thời gian suy nghĩ lại. Bấy giờ, vu thuật bay tán loạn xung quanh hắn, cứ như đang có người bắn pháo hoa vậy. Mà vu sư nhanh chóng bị chôn dưới cát. Vu sư nắm thật chặt chân thị chi nhãn của mình trong tay rồi đọc chú ngữ. Dưới chân hắn đột nhiên có cự thạch nổi lên, giúp hắn trồi hỏi cát chảy. Đột thạch thuật. Không thể không nói, năng lực ứng biến của vu sư này tương đối xuất sắc.
đây là đột hạch thuật hắn chuẩn bị để giết địch ở đây, khắc chế các vu thuật từ các sa mạc. Thế nhưng không đợi vu sư kịp đứng lên thì đã cảm nhận được có thứ gì đó sắc bén lạnh buốt rắn sát vào cổ của hắn. Đối phương đeo mặt nạ bạc, cầm trường đao màu đen trong tay. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm đi đến bên cạnh vu sư, tên Aus. Vu sư lãnh tĩnh đáp, tới đây làm cái gì? Chủ mưu là ai? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi, có người ra tiền giết mai qua, ta nhận nhiệm vụ, không biết cố chủ. Vu sư nói, ồ, là sát thủ tiền thưởng sao? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, không phải là nhiệm vụ tổ chức vu sư giao cho ngươi. Ta cũng không thuộc tổ chức vu sư. Aus bình tĩnh nói. Lời này khiến Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ có vu sư không thuộc tổ chức vu sư sao? Nhâm Tiểu Túc suy tư 2 giây liền hỏi. Trần thị trí nhãn này là mấy hòn đá chưa bị tổ chức vu sư thu mua. Không sai. Aus trả lời. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Đúng rồi. Tổ chức vu sư vẫn không cho phép tổ chức bên ngoài có chân thị chi nhãn, nhưng qua nhiều năm, chung quy vẫn sẽ có cá lọt lưới. Nghĩ tới đây, lão hứa một đao cắt đứt động mạch cổ của Aus, máu tươi tùy ý chảy xuôi, thấm vào cắt sa mạc. Chuyện người này gặp qua Nhâm Tiểu Túc phải giữ bí mật nên không thể lưu hắn lại. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc lấy chân thị chi nhãn từ trong tay Aus xuống, bắt đầu gảy bản tính. Hắn nên đưa chân thị chi nhãn này cho ai đây? Viên thứ nhất nhất định phải cho P5092. Vị thiên tài quân sự này là bảo bối của Tây Bắc. Có hắn, quân sự Tây Bắc mới ổn hơn. Kỳ, thật dựa theo kế hoạch của Nhâm Tiểu Túc, viên thứ nhất sẽ cho Dương Tiểu Cận. Thế nhưng hắn nghĩ lại, chờ hắn cướp được 2 chân thị chi nhãn màu đen kia rồi đưa nàng cũng không muộn à. Nhâm Tiểu Túc quay người trở về bên cạnh nhóm Mai Qua. Lúc này, Ma Qua đang lo lắng chạy đi tìm Nhâm Tiểu Túc, dường như đang muốn giúp hắn. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc thì vội vàng hỏi, thế nào, có bị thương không? Không có. Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Vậy vu sư kia đâu? Mai Qua hiếu kỳ nói, thật xin lỗi, ta đuổi không kịp, để hắn chạy thoát rồi. Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc nuối nói, hắn không thể nói vu sư kia đã bị hắn giết chết. Như vậy sẽ bại lộ thực lực, hơn nữa hắn cũng không muốn giao chân thị chi nhãn của Aos ra. Mai Qua an ủi, không phải lỗi của ngươi, ngươi chỉ là người bình thường, sao có thể đuổi kịp vu sư? Đuổi kịp ngược lại còn khiến ngươi gặp nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1092, chân thị chi nhãn thứ hai. Vừa rồi thấy đối phương phóng hỏa cầu kia xong, ta liền biết thực lực hắn hơn ta. Mai Qua nói, cho nên ngươi không đuổi kịp hắn kỳ thật là chuyện tốt. Sắp tới ngươi ngàn vạn lần đừng lỗ mãng như vậy, bằng không sẽ tiêu đó. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói, tự nhiên ở đâu nhảy ra tên vu sư, sử dụng cái vu thuật đã khiến ngươi biết thực lực hắn hơn ngươi. Là vì không có vu sư nào yếu hơn ngươi chắc? Mai Qua hỏi chấm. Mai Qua nghĩ một chút liền cảm thấy khó chịu. Nhâm Tiểu Túc nói không sai. Bất quá vì vãn hồi mặt mũi của mình, Mai Qua cường điệu hơn, ngươi không cảm nhận được độ nóng đó. Nếu không phải vu sư nhiều năm khổ luyện căn bản không thể thi thuật. Đúng rồi, ngươi thấy được hắn mặc đồ thế nào không? Thấy được. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, làn da màu rám nắng, mang theo ám tiễn trên cánh tay. Trông vô cùng chuyên nghiệp, cơ mà không giống vu sư. Vậy thì đúng rồi. Mai Qua gật đầu, nói, đây là thợ săn tiền thưởng, không phải là vu sư chính thống. Kỳ thật thân phận những thợ săn này rất mẫn cảm, bình thường dựa vào gia tộc đại vu sư mà tồn tại. Chuyên làm những công việc bẩn thỉu, một khi chuyện bại lộ sẽ không dính líu gì tới tổ chức vu sư. Đương nhiên, trong số thợ săn tiền thưởng đó cũng có những người bị tổ chức vu sư truy nã. Mai Qua nói tiếp, thợ săn tiền thưởng và vu sư chính thống không giống nhau. Vu sư chính thống truy cầu vu thuật cực hạn mà thợ săn tiền thưởng thì chỉ cần sát thương bằng cách chiến giấu. Một mặt vì họ chuyên trách giết người, mặt khác đó đều là những người không thể trở thành vu sư cao cấp. Tên vừa rồi là một thợ săn bình thường, hỏa trụ thuật rất đại trà.
có thể mau được minh tưởng đồ của nó trong chợ đêm. Sát thương cao, thay vì hỏa cầu thuật phải nhắm thì thời gian bạo phát của hỏa trụ nhanh hơn nhiều. Đây là vu thuật đám thợ săn rất ưa chuộng. Thực lực chẳng ra gì nhưng rất có hiểu biết nha. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Mai Qua đau đớn nói, ngươi đừng có ngày nào cũng chê bai ta. Chê bai ta sẽ giúp ngươi mạnh lên à? Khục khục, không có không có. Nhâm Tiểu Túc an ủi, không phải ta đang thúc giục ngươi cố gắng hả? Bằng không ngươi đoạt lại người yêu kiểu gì, dựa vào một mình ta. À cũng hợp lý nha, ngươi không nói khoác sẽ chết hả? Mai Qua độc miệng nói, chỉ một tên thợ săn ngươi cũng đuổi không kịp thì giúp ta kiểu gì? Tự tin thái quá. Lưu Đình cùng Lý Thành Quả ở bên cạnh cũng bĩu môi. Tuy hiện tại quan hệ mọi người quen thuộc nhưng Nhâm Tiểu Túc quá tự kỷ và tự tin vẫn khiến họ chưa kịp thích ứng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không để ý, dù sao hắn cũng không thể nói thẳng con hàng thợ săn kia đã bị hắn giết. Sau đó thì sao? Mai Qua sẽ nghĩ, ngươi có khả năng giết thợ săn sao không thoát được địa chói chi thuật lúc trước. Sau đó, mọi người sẽ nghĩ tới khối chân thị chi nhãn của thợ săn, Nhâm Tiểu Túc giữ lại hay, nộp cho tổ chức. Ai có thể cam đoan hai người Lý Thành Quả và Lưu Đình thật sự đã xem Nhâm Tiểu Túc như bằng hữu. Đến bây giờ Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nhận được cảm tạ tệ của Lưu Đình. Mà dù Lưu Đình có cho hắn cảm tạ tệ thì con người là loài động vật rất dễ thay đổi. Nhâm Tiểu Túc không muốn dùng tính mạng của mình đánh cược vào nhân tính. Lúc này không ai biết, Vu sư khách khí nhất trong lịch sử Vu sư đã ra đời, mà người chứng kiến một màn này đã chết. Mai Qua không nghỉ ngơi mà dẫn theo đám Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng chạy đi. Hiện giờ sát thủ đã đến, họ phải tới Đô Thành trước lần tập kích tiếp theo. Đối phương lựa chọn động thủ ở đây vì không muốn ra tay trong vương quốc. Chung quy nếu trong vương quốc có Vu sư bị ám sát thì khác nào đang khiêu khích tổ chức Vu sư cả. Nếu tổ chức Vu sư xem bản thân như thần, lại tuyên dương Vu sư ngoài rìa là thần tứ chi tử, họ nhất định sẽ bảo vệ uy quyền của mình. Thần minh bị người giết còn là thần minh sao? Cho nên, giữa Vu sư cũng có quy tắc ngầm, có một số việc dù làm cũng không được để xã hội thế tục chú ý. Sau khi đám người rời đi không lâu, một nam nhân trung niên lặng yên đi đến nơi đám Nhâm Tiểu Túc vừa rời đi. Đầu tiên hắn điều tra tình huống chiến đấu một chút, nơi thợ săn phóng thích hỏa trụ thuật lúc trước vẫn còn dấu vết. Ngay sau đó, hắn liền truy tìm dấu chân trên hoang mạc rồi một đường hướng nam. Càng lúc hắn lại càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, trên đường đi, thợ săn kia đã dùng hỏa tường thuật. Điều này chứng tỏ đối phương gặp địch nhân tương đối khó giải quyết nên phải dùng hỏa tường thuật kéo dài thời gian truy kích. Người trung niên nhíu mày. Điều này không khớp với tin hắn nhận được. Nói thật, hắn không nghĩ kế hoạch lần này sẽ thất thủ. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục đi về phía trước. Hiện trường chiến đấu hiện ra ngay trước mắt. Có hãm điện thuật, có phong phược thuật, thậm chí còn có một ít vu thuật trông rất lạ. Sau đó hắn liền thấy được một bãi huyết dịch trên mặt đất, gần sắp bị cắt vàng che lấp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ cắt vàng trên vết máu kia. Sau đó lại nhìn về phía dấu vết hãm địa thuật gần đó. Hắn có thể nhìn ra được, có người từng bị nhốt ở đó, sau đó đã dùng đột thạch thuật tự giải vây cho mình. Xem ra, nơi này chính là hiện trường thợ săn gặp bất trắc. Người trung niên chậm rãi đứng dậy, lấy chân thị chi nhãn từ hông cầm trên tay rồi đọc chú ngữ. Sau một khắc, một con hải đông thanh bay ra từ chân thị chi nhãn của hắn, thẳng tới hướng tây bắc. Không đợi hải đông thanh bay xa, mặt đất bỗng nổi dựng lên. Nam nhân trung niên vội lùi về sau thi pháp, nhưng lúc này hắn lại phát hiện đã không kịp nữa. Trong bụi đất và cát vàng, hắc đao lấy tốc độ nhanh như tia chớp phá vỡ hết thảy, xuyên qua trái tim Vu sư. Lão Hứa theo đao thế áp sát nam nhân trung niên, phảng phất như hai người đang ôm ấp nhau. Sau một lần lây hắc đao, sự sống đã tan biến hết. Lão Hứa đặt thi thể Vu sư trung niên nằm ngang trên mặt đất. Lão Hứa lấy chân thị chi nhãn trong tay người trung niên đi. Ngón tay đối phương nắm rất chặt, dù đã chết nhưng chấp niệm với tảng đá vẫn không đổi. Nhâm Tiểu Túc thao túng Lão Hứa đem cầm chân thị chi nhãn trong tay xem xét thật tỉ mỉ. Xem ra việc thu thập chân thị chi nhãn cũng không quá khó. Kẻ địch đều tự mình dâng tới cả.
Nhâm Tiểu Túc thao túng Lão Hứa cất khối chân thị chi nhãn vào túi quần rồi bắt đầu công tác hủy thi diệt tích. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc để lại dấu vết vì muốn nhìn xem có thể câu thêm con cá nào không. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1093 Thiên đoàn. Vào lúc mọi người đang rối rít chạy nạn, hai Miên Dương Nhân chợt phát hiện tâm tình Nhâm Tiểu Túc dường như không tệ. Bấy giờ, áo bào vu sư của Mai Qua đã bẩn không nhìn ra hình dạng, quần áo nhăn nhúm, chẳng khác nào một cụ giấy bị vò. Hai tên học đồ thì càng khỏi phải nói, đều mệt không chịu nổi. Thể chất của bọn họ kém hơn so với Mai Qua bởi vì bọn họ không có vu thuật hỗ trợ. Mà bộ dáng Nhâm Tiểu Túc trông lại vô cùng thoải mái. Tố chất thân thể bây giờ của hắn, đoạn đường đi này chẳng là vấn đề gì. Ngược lại tâm tình hắn hiện tại rất tốt. Đương nhiên, mấu chốt ở chỗ, hắn vừa thu được hai chân thị chi nhãn. Vừa mới tiến vương quốc vu sư đã có người đưa đại lễ. Điều này chẳng khác nào một dấu hiệu tốt với Nhâm Tiểu Túc. Sau này hắn có thể thu hoạch càng nhiều chân thị chi nhãn hơn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Mai, sau khi tiến nhập đô thành, những sát thủ đó sẽ không dám làm càn như thế phải không? Đúng vậy. Mai Qua ung dung trả lời. Về xưng hô Tiểu Mai gì đó, xét thấy Nhâm Tiểu Túc đã cứu mạng mình, hắn coi như không nghe thấy vậy. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có phần tiếc nuối. Nếu có thể dùng Mai Qua như mồi tiếp tục câu đám thợ săn kia thì tốt quá rồi. Cái kia, hay là chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Nhâm Tiểu Túc nói, ta cảm giác các ngươi chạy nhanh như thế, rất có thể sẽ bị đột tử đó. Mai Qua sửng sốt, bây giờ sao có thể dừng lại, sắp tới đô thành rồi. Lưu Đình nghi ngờ nói, Nhâm Tiểu Túc, không phải ngươi là nội ứng của đám người kia, sợ chúng ta vào đô thành không tiện ra tay nên muốn kéo dài thời gian. Nhâm Tiểu Túc tức giận đánh vào ót Lưu Đình một cái, ta mà là nội ứng, các ngươi đã sớm chết rồi. Lúc trước các ngươi hãm trong cát chảy ở sa mạc, không có chút sức chống cự đó thôi. Nếu không phải ta kéo Mai Qua tránh qua một bên, hắn đã sớm bị đốt thành tro. Nói chơi thôi mà, Lưu Đình ủy khuất nói, cơ mà tự nhiên ngươi lại kêu mọi người nghỉ ngơi làm chi. Yên tâm, có ta ở đây thì dù đám thợ săn kia tới cũng chẳng thể làm gì các ngươi. Nhâm Tiểu Túc cam đoan, ngươi tính là cái đình gì? Lưu, Đình nhỏ giọng nói thầm, ngay cả Mai Qua ngươi cũng đánh không lại. Mai Qua nói với Nhâm Tiểu Túc, chúng ta vẫn nên đi tiếp, không tự khiến bản thân lâm nguy như vậy đâu. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có thể về sau tìm cơ hội khác. Đúng rồi, đến cùng chân thị chi nhãn có mấy cấp bậc? 5. Mai Qua nói, theo thứ tự là màu trắng, màu cam, màu đỏ, màu vàng và màu đen. Các cấp bậc có gì khác nhau? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc hỏi. Hai tên thợ săn vừa nãy một người là màu trắng, một người là màu cam. Điều này nói rõ, nam nhân trung niên xem xét chiến trường kia hẳn là nhân vật cấp chỉ huy. Bất quá, đối với Nhâm Tiểu Túc thì những người này chỉ là nhân vật râu ria. Mai Qua giải thích, ta cũng chưa xài qua chân thị chi nhãn có cấp bậc khác nên không hiểu rõ chuyện này. Ta chỉ nghe nói, cấp bậc chi nhãn càng cao, vu sư thi pháp càng ổn định. Hơn nữa còn có tác dụng ra tỷ lệ thi pháp thành công. Nghe nói chân thị chi nhãn màu đen bậc tối cao, dù là vu sư chưa từng luyện tập vẫn có thể thi pháp thành công. Điều này nói rõ, nếu là đại vu sư truyền cho con cháu, cả dòng họ đều sẽ huy hoàng. Thì ra là thế. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, không ngờ hắn có thể thi pháp là nhờ khối chân thị chi nhãn màu đen kia. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc có phần tiếc nuối. Lúc trước, lần đầu thi pháp hắn đã thành công, khiến hắn tưởng bản thân là thiên phú dị bẩm. Thì ra không phải. Bất quá từ đây có thể suy ra, hai chân thị chi nhãn vừa rồi vẫn không thể cho P5092. Chung quy người của thiên đoàn đại hương Tây Bắc sao có thể dùng chân thị chi nhãn cấp bậc thấp như thế chứ? Mấy cấp bậc màu trắng, cam để Trương Tiểu Mãn sử dụng là được rồi. Chưa đi được bao lâu, dưới chân đám Nhâm Tiểu Túc đần xuất hiện đường đất, chứng tỏ nơi này thường xuyên có xe cộ qua lại. Nhâm Tiểu Túc quan sát một chút, từ dấu vết bánh xe có thể phân biệt được không phải ô tô, mà là xa bò xe ngựa gì đó.
Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trình độ khoa học kỹ thuật của Vu Sư lại như vậy? Không phải hắn chưa từng gặp người ngoại tộc, tỷ như quân đoàn Viễn Chinh vậy, vì gặp tai biến nghiêm trọng nhất nên hệ thống công nghiệp toàn diện thụt lùi. Mà vương quốc Vu Sư này thì sao? Quần áo đám mai qua mặc đều dùng vải bông thô và dây kéo mà thành. Hai thợ săn hắn từng gặp đều dùng ám tiễn mà không phải súng ngắm. Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai Qua, vương quốc Vu Sư có súng không? Đương nhiên là có. Mai Qua nói, bất quá súng ống bị quản chế rất nghiêm khắc, chỉ có quân đội hoàng thất mới có. Đương nhiên, chúng ta không có súng ống tinh xảo như bên Trung Thổ. Trình độ hóa học vật lý của vương quốc Vu Sư thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Kỳ thật dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật cũng có thể suy ra trình độ hóa học vật lý rồi. Mai Qua nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái rồi nói, ta đề nghị khi đến vương quốc Vu Sư, tốt nhất ngươi đừng đề cập đến những từ ngữ này. Vương quốc Vu Sư không có hóa học, chỉ có luyện kim thuật. Ta có thể nói với ngươi về chủ đề này nhưng tổ chức Vu Sư thì không. Khoa học kỹ thuật là thiên địch với thứ họ tôn thời, vì khoa học là thiên địch của thần học. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, hắn từng đọc trên sách thấy có người bảo phần cuối của khoa học chính là thần học nhưng chưa ai có thể chứng thực được điều này. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có ý bình phán. Mà Vu Sư cũng không phải là thần linh chân chính. Gọi họ tự cho mình là thần linh lại không chịu được khảo nghiệm, mà khoa học lại là thiên địch lớn nhất của bọn họ. Theo Nhâm Tiểu Túc, Vu Sư dù có lợi hại hơn nữa mà thình lình bị người bắn lén cũng sẽ chết, cho nên vương quốc Vu Sư mới quản chế súng ống nghiêm khắc như thế. Vu Sư không giống siêu phàm giả Trung Thổ, có chút siêu phàm giả dù trúng đạn cũng chẳng sao, tối đa chỉ là bị thương phần mềm thôi. Nhâm Tiểu Túc cũng là thế. Nhưng bản thể Vu Sư lại vô cùng yếu ớt, đây là điểm yếu của bọn họ. Cho nên, Vu Sư không hy vọng trong xã hội của mình xuất hiện thứ có thể tổn hại tới họ. Điều này cũng rất bình thường. Đương nhiên, Mai Qua chỉ là tiểu Vu Sư, những gì hắn nói cũng có thể là tin vỉa hè, chưa hẳn chính xác. Đến cùng tổ chức Vu Sư nghĩ thế nào vẫn phải đợi Nhâm Tiểu Túc tự mình thăm dò. Vào lúc này, đường đất phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Nhâm Tiểu Túc kéo Mai Qua đến phía sau mình, cẩn thận. Mai Qua nhìn của bóng lưng cao ngất Nhâm Tiểu Túc, trong lòng cảm động không thôi. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1094, năng lực đặc thù. Tiếng vó ngựa truyền đến từ xa, Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn 10 thân ảnh phóng ngựa như bay dần xuất hiện trên đường đất phía trước. Đám người này mặc áo giáp sắt nặng nề. Nhâm Tiểu Túc thấy được liền muốn rút hắc đao ra vì trông đối phương rất giống quân đoàn Viễn Chinh. Cơ mà áo giáp đám người trước mặt có màu xám, trông tinh xảo lại mạnh mẽ hơn của mọi dợ nhiều. Nhưng trong mắt Nhâm Tiểu Túc, số áo giáp đó lại không thực dụng và cứng rắn như mọi dợ. Mai Qua cười cười vỗ vai Nhâm Tiểu Túc, không cần khẩn trương, đây là kỵ sĩ của Lý gia cùng Lưu gia. Sao bọn họ biết chúng ta đã trở về? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Kỳ thật dựa theo ước định, hẳn từ một tháng trước chúng ta đã trở lại rồi. Bọn họ vốn nên nghênh tiếp chúng ta ở biên giới sa mạc. Kết quả vì chuyện chân thị chi nhãn lại trễ một tháng. Chắc hẳn bọn họ cách thời gian nên chuẩn bị đi tuần tra lần nữa à? Thì ra là vậy. Nhâm Tiểu Túc nói, ta còn tưởng là địch nhân của ngươi nha. Lúc này, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình đang điên cuồng vẫy ta. Hốc mắt hai Miên Dương Nhân đỏ lên, trông rất giống lãng tử quay về quê hương. 2 năm qua, mỗi ngày bọn họ đều phải làm dê ăn cỏ. Hiện tại thấy được kỵ sĩ nhà mình, sao có thể không kích động chứ? Sức chiến đấu của những kỵ sĩ này thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Đều là lão binh hoàng thất xuất ngũ. Mai Qua giải thích, kỳ thật hoàng thất không cho phép thân hào có tư quân. Ngươi nhìn đi, vũ khí họ mang theo là đao mà thôi, không có trường thương hay cung tên. Trường thương và cung tên cũng là vũ khí có lệnh cấm như súng ống vậy, bình dân không được tư tàng. Đợi chút, đã nói không thể có tư quân mà. Vậy đây là gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ban đầu, lệnh cấm được quản chế rất nghiêm khắc, hiện tại mới dần nới lỏng hơn. Mai Qua giải thích,
Hơn nữa những lão binh này xuất ngũ xong cũng không có sinh kế, dễ tạo thành uy hiếp với trị an xã hội. Vì vậy hoàng thất ngầm đồng ý cho việc thân hào có thể chiêu mộ một ít binh sĩ xem như hộ viện nhà họ. Không có vũ khí nóng hiện đại, những người này sao có thể cùng hoàng thất ở sau lưng chống lại tổ chức Vu Sư? Nhâm Tiểu Túc khinh thường nói, tổ chức Vu Sư không phát triển gì về khoa học, họ không sợ có một ngày Tây Bắc sẽ phản công. Đợi đến khi Tây Bắc phát triển mạnh hơn, những Vu Sư này bất quá chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Mai Qua lườm Nhâm Tiểu Túc một cái, làm sao, vẫn còn nhớ thương cứ điểm 178. Mấu chốt chính là ở chỗ này, 200 năm chưa từng kẻ thù gây hấn với vương quốc Vu Sư cả. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, mỗi lần thay đổi vương triều trong lịch sử Trung Nguyên đều không quá lâu. Lịch sử ghi lại, bế quan tỏa càng, bán nước cầu vinh, chém giết trung thần là chuyện thường như cơm bữa. Nếu không phải vậy, cũng không có nhiều đại vương triều thế kia. Mà tổ chức Vu Sư hưởng thụ suốt hơn 200 năm nay đã mất đi chiến ý. Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, theo sự hiểu biết ngày càng nhiều với vương quốc Vu Sư, hắn cảm thấy vương quốc Vu Sư không xứng làm đối thủ của Tây Bắc. Lúc này, hơn 10 kỵ sĩ đã đến trước mặt 4 người. Tất cả đồng loạt nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, tay phải đặt trước ngực hành lễ với Mai Qua. Đợi bọn họ đứng dậy, những người này quay người nhìn về phía Lý Thành Quả. Thiếu gia, chúng ta tới chậm. Lý Thành Quả nước mắt tràn mi. Không muộn, không muộn. Lưu Đình ở một bên hiếu kỳ nói, người của Lưu gia đâu? Chúng ta cùng bọn họ chia ra tuần tra, hiện tại bọn họ hẳn đang ở địa phương khác. Kỵ sĩ trưởng nói, bất quá ngài có thể đi cùng chúng ta tới Đô Thành, chuyện này đã được thương lượng rồi. Lưu Đình nghe vậy cũng yên lòng, cuối cùng đã về nhà. Kỵ sĩ trưởng nhìn về phía Mai Qua, Mai Qua đại nhân, bây giờ chúng ta lên đường chứ? Ừ, lên đường. Mai Qua đáp lại nói, Nhâm Tiểu Túc phát hiện, địa vị Vu Sư xác thực rất cao à. Những tư binh này đều chiếu cố Vu Sư trước rồi mới tới chủ tử nhà mình. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện kỵ sĩ chỉ dẫn tới có 3 con ngựa cho Mai Qua, Lưu Đình, Lý Thành Quả, không có phần của hắn. Dù sao thì họ cũng không biết Mai Qua đột nhiên dẫn thêm người về. Ngựa này tính làm sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Các kỵ sĩ nhìn nhau, ngài là... À, ta là người hầu cận của Mai Qua đại nhân. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Mai Qua thầm nghĩ, sao bây giờ không gọi Tiểu Mai nữa? Các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, từ lúc nào Mai Qua đại nhân lại có thêm người hầu cận rồi? Bất quá thấy Mai Qua thầm công nhận, bọn họ cũng không hỏi thêm. Cơ mà bọn họ mặc khôi giáp, căn bản không có cách nào hai người ngồi chung một con ngựa à. Nhâm Tiểu Túc nói với Lý Thành Quả cùng Lưu Đình, cái kia, Biên Dương Nhân, hai người ngồi chung một con ngựa đi. Lưu Đình nhướng mày, có thể để một kỵ sĩ đi bộ mà. Lời nói của người hầu cận ta đây không có tác dụng đúng không? Nhâm Tiểu Túc hỏi, nhanh đổi ngựa. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình chỉ hận bản thân sao quá yếu đuối, đành phải trả lời, được rồi. Mai Qua cùng Nhâm Tiểu Túc cưỡi ngựa đi trước đội ngũ. Kỵ sĩ ở phía sau nhỏ giọng hỏi Lý Thành Quả, thiếu gia, người hầu cận của Mai Qua, đại nhân có lai lịch ra sao? Lưu Đình cố thấp giọng, xem thường nói, không có lai lịch gì cả. Là tù binh chúng ta bắt được từ cứ điểm 178. Kết quả được Mai Qua đại nhân nhìn chúng, thu hắn thành người hầu cận. Vậy hắn có năng lực đặc thù gì? Kỵ sĩ trưởng hỏi. Lưu Đình tức giận nói, chỉ giỏi nói khoác. Kỵ sĩ trưởng, bấy giờ, Mai Qua bỗng nói với Nhâm Tiểu Túc, thấy những kỵ sĩ này ta mới nhớ. Nhâm Hòa, ngươi từng hỏi ta đúng là ta có đọc được trên sách. Đó là cuốn sách về cuộc đời của đại Vu Sư vĩ đại kia. Trong đó viết thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Ta từng đọc qua quyển sách đó. Có một chi tiết khiến ta cực kỳ có ấn tượng. Mai Qua nói, vốn chân thị chi nhãn có 3 viên. Một trong đó là tài sản riêng của Vu Sư. Viên còn lại rơi vào trong tay các gia tộc. Không phải nói 3 viên chân thị chi nhãn màu đen à? Viên còn lại đâu? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mai Qua nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, bị vị kỵ sĩ trung thổ kia lấy đi rồi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, lấy đi. Đúng, lấy đi với tư cách lễ vật chúng ta tặng hắn. Mai Qua xác nhận,
đợi một chút, ta hiểu được rồi. Trần thị chi nhãn ta cảm nhận được kia chắc chắn là viên mà kỵ sĩ trung thổ lấy đi. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1095, nhiệm vụ mới. Chỉ nhớ mai qua không tốt như Vương Uẩn. Nếu Nhâm Tiểu Túc không đề cập đến vị trung thổ kỵ sĩ này, e rằng hắn cũng chẳng nhớ trong cuốn sách kia có chi tiết này. Nhờ Nhâm Tiểu Túc nhắc nhở, hắn đã kịp nhận ra điều này. Từ đó, hết thảy đều đã thông thuận. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, mà qua cảm thấy Trần thị chi nhãn màu đen đó là viên mà Nhâm Hòa mang đi. Thế nhưng rõ ràng Trần thị chi nhãn này là cung điện cho hắn mà. Đây là sao? Nhâm Tiểu Túc thật sự khó hiểu. Trước đó, Hắc Đao, Hắc Thương xuất hiện, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ nghĩ tới lai lịch của bọn chúng. Vì thế với Trần thị chi nhãn màu đen, Nhâm Tiểu Túc cũng cho rằng như vậy. Bây giờ, khi Mai Qua đột nhiên nói tới chuyện này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhận ra một vấn đề cực kỳ không tầm thường. Trần thị chi nhãn màu đen cung điện cho hắn là duy nhất. Hắc Đao là hai thanh, hắn và lão hứa một người một thanh. Hắc Thương là hai cái, hắn và tiểu cận mỗi người một cái. Nhưng Trần thị chi nhãn màu đen là ngoại lệ, không có cái thứ hai. Rõ ràng đều là vũ khí của cung điện. Vì sao Trần thị chi nhãn màu đen lại có đặc thù này? Điều này chứng tỏ lai lịch của Trần thị chi nhãn khác với Hắc Đao và Hắc Thương. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa, ngựa chậm rãi từ từ rảo bước. Hắn thầm hỏi cung điện trong đầu, Trần thị chi nhãn màu đen và Hắc Đao có gì khác nhau? Cung điện không trả lời. Nhâm Tiểu Túc hỏi lại, có thể nói cho ta biết lai lịch của Trần thị chi nhãn không? Không có quyền hạn báo được biết. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, ta và vị kỵ sĩ Nhâm Hòa kia đến cùng có quan hệ gì? Cung điện không trực tiếp trả lời vấn hắn, ngược lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, giải tỏa nhiệm vụ nhánh mới, tìm kiếm manh mối của Nhâm Hòa tại Vương quốc Vu Sư. 4. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, đã lâu cung điện chưa tuyên bố nhiệm vụ à? Trên thực tế, từ lúc hắn ngày càng mạnh hơn, số lần cung điện tuyên bố nhiệm vụ cũng dần ít đi. Còn nhiệm vụ này, cung điện lại giao cho hắn tìm manh mối của Nhâm Hòa. Mà việc Nhâm Hòa mang Trần thị chi nhãn đi là manh mối đầu tiên. Hắn cần tìm thêm 3 manh mối nữa. Phần thưởng của nhiệm vụ là gì? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Không có quyền hạn báo được biết. Được rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã xác định mình và vị kỵ sĩ kia quả thật có gì đó. Nếu không sao cung điện lại ban bố nhiệm vụ này? Cơ mà Nhâm Hòa là nhân vật tồn tại từ trước tai biến. Hắn và đối phương liên quan gì tới nhau? Nhâm Tiểu Túc đã thầm có phỏng đoán, nhưng trong lúc nhất thời hắn vẫn chưa mò ra được. Mai Qua ở bên cạnh lập tức hỏi, sao vậy? Không thoải mái sao? Không có việc gì? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, đúng rồi, cuốn sách về cuộc đời của đại vu sư truyền ký kia có trong tháp vu sư của ngươi không? Có. Mai Qua gật gật đầu, làm sao vậy? Ngươi muốn đọc thì mai ta cho xem. Hôm nay đi. Nhâm Tiểu Túc nói, ta đang vội. Gấp gáp thế làm gì? Mai Qua nghi ngờ nói. Đúng vậy, nếu hắn là người trung thổ lại mang Trần thị chi nhãn màu đen, nói không chừng ta có thể tìm ra chút manh mối về Trần thị chi nhãn nha. Mai Qua nghe vậy thì kích động. Thật hả? Thật. Kinh nghiệm nói dối của Nhâm Tiểu Túc hơn xa vu sư chưa hiểu sự đời. Hắn nói dối không chớp mắt cái nào. Nếu có thể tìm ra manh mối, ta có thể tìm được Trần thị chi nhãn đó. Đến lúc đó sẽ cho ngươi, giúp ngươi cứu vãn tình yêu của mình. Mai Qua vạn phần kích động, cảm ơn, rất cảm ơn ngươi. Cảm tạ tệ đến từ Mai Qua, cộng 2. Nhâm Tiểu Túc chực chực mấy tiếng. Hắn cảm thấy lừa cảm tạ tệ của Mai Qua quá dễ, khiến hắn có chút không đành lòng à. Lúc này, Mai Qua đột nhiên thở dài, cơ mà nếu ngươi tìm được thì cứ giữ xài đi. Chung quy ngươi cũng không có Trần thị chi nhãn. Tuy ta cũng rất muốn có được Trần thị chi nhãn màu đen nhưng đó cũng là ngươi tìm được. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh. Thằng nhóc Mai Qua này nói vậy là thật lòng hay có ý gì đây? Một đoàn người cứ thế đi tới Yorkshire, đi từ sáng đến tối. Bên đường dần xuất hiện cây cối, ruộng đồng.
xem ra cư dân ở Yorkshire chuyên về trồng trọt. Cách đó không xa, cây ngô cao cao đã kết thành bông lúa, nhìn rất vui mắt. Cư dân của Yorkshire thấy các kỵ sĩ thì vội vàng đặt tay phải lên ngực, cúi người chào. Có một người thấy Mai Qua thì hiếu kỳ nói, xin hỏi là vu sư Mai Qua đại nhân sao? Mai Qua gật gật đầu, là ta, tôn kính Mai Qua đại nhân. Thuộc dân hơn 40 tuổi với vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta không ngờ, ngài sẽ đột nhiên trở về. Nguyên bản muốn giao thuế phú cho tháp vu sư nhưng chúng ta chưa kịp chuẩn bị chỉnh tề. Mai Qua sửng sốt một chút, chuyện gì đã xảy ra? Năm trước thu hoạch không tốt, chúng ta đang chuẩn bị nộp thuế lại dính phải nạn đói. Thuộc dân giải thích, mong Mai Qua đại nhân thư thả cho chúng ta nửa năm. Năm nay hoa màu mọc khá tốt, chúng ta nhất định sẽ bù đủ vào mùa thu này. Chúng ta nghe nói thuộc dân ở vùng đất phong bên cạnh không giao đủ thuế đã bị vu sư đại nhân ở đó xử tử. Thế nhưng danh tiếng của ngài ở Yorkshire lúc trước vô cùng tốt, vì thế chúng ta mới muốn van cầu ngài. Mai Qua thở dài vẫy vẫy tay, được rồi, ta sẽ suy nghĩ về việc này. Nghe xong, thuộc dân Yorkshire đứng trước đồng ruộng cùng nhau quỳ xuống, cảm ơn Mai Qua đại nhân. Một người trong đó thậm chí còn quỳ đi theo tới trước ngựa của Mai Qua, hôn lên giày hắn. Mai Qua vội vàng nói, không cần như vậy, đứng lên đi. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh như có điều suy nghĩ. Thì ra vương quốc Vu Sư cũng như cứ điểm 178 đang gặp nạn đói. Cơ mà nghe cách hành xử của Vu Sư có đất phong bên cạnh thì quá mức tàn bạo rồi. Nhâm Tiểu Túc nói, những thuộc dân này không lừa ngươi, bọn họ gầy như que củi, nói rõ mỡ thừa trong thân thể đã không còn bao nhiêu. Đây là do đói bụng quá lâu mà ra. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc thấy những thuộc dân Yorkshire tóc đen mắt đen da vàng này chẳng khác nào nạn dân Chu thị. Thiếu chút nữa đã muốn đưa họ về Tây Bắc rồi. Vốn hắn còn có thể dẫn thêm nhiều nạn dân nữa tới Tây Bắc, chỉ là bị Vương thị ngăn lại thôi. Hiện tại, hắn cảm giác nên kiếm thêm nhân số ở đâu rồi. Kế hoạch đại hưng Tây Bắc 3.0 lại lớn hơn nữa rồi. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1096, Thành trấn của Vu Sư. Vương quốc Vu Sư có đại khái bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai Qua. Mai Qua khó xử nói, ngươi muốn hỏi ta Vu Sư sự tình, ta có thể trả lời. Nhưng ngươi muốn hỏi ta cái này, ta không trả lời được. Người là người của vương quốc Vu Sư mà không biết mấy thông tin này. Nhâm Tiểu Túc độc miệng hỏi, một vu sư như ta quan tâm mấy việc này làm gì? Mai Qua nói lại, các vu sư khác đều như ta. Chuyện thế tục trong vương quốc đều do hoàng thất tới xử lý. Chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Nhâm Tiểu Túc thầm cảm khái, đại khái đây cũng là một loại tư tưởng khiến vương quốc Vu Sư dần bị cứ điểm 178 bỏ xa. Một vương quốc Vu Sư không có căn cơ thì có ý nghĩa gì? Muốn làm thần linh cũng cần có người thờ cúng, có người xây dựng tháp Vu Sư cho các ngươi chứ. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc có nói mấy chuyện này với thằng ngốc Mai Qua cũng vô dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ trưởng, Yorkshire có bao nhiêu thuộc dân? Kỵ sĩ trưởng khiêm tốn trả lời, hồi bẩm người hầu cận đại nhân, có 90 vạn, đây là con số thống kê từ năm trước. Đều trải qua cuộc sống thế này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, gần như là vậy. Kỵ sĩ trưởng trả lời, bất quá Yorkshire chỉ là một quận nhỏ trong vương quốc thôi. Nhân khẩu không nhiều lắm, còn có thể miễn cưỡng chèo trống. Lời này khiến Nhâm Tiểu Túc an tâm hơn rồi. Hắn cũng không quan tâm cả vương quốc Vu Sư có bao nhiêu người. Bắt cóc ngần này thuộc dân Yorkshire đã đủ để đại hưng Tây Bắc. Đương nhiên, hắn cũng có thể dụ dỗ nhiều hơn. Bởi vì mỗi hàng rào chỉ chứa được một lượng dân số nhất định thôi. Dần dần, Nhâm Tiểu Túc đã có thể thấy được thành trấn ở xa xa. Khác với Trung Nguyên, Nhâm Tiểu Túc từ dốc núi thấy được nhà cao nhất ở nơi này chỉ có chừng 4 tầng. Thánh đường ở trung tâm thì cao hơn chút, tiếp đó là một tòa tháp tương đối hùng vĩ. Nói là tháp, kỳ thật cũng không khác gì giáo đường. Theo Nhâm Tiểu Túc hình dung, đây giống như một dạng cổ bảo hắn từng thấy trong sách miêu tả. Nơi này tràn đầy phong tình của dị vực, làm Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, kỳ thật, loại thành trấn này cũng rất xinh đẹp,
nhưng hắn hiểu rõ, thành trấn này đại biểu cho việc khoa học kỹ thuật không phát triển, dẫn tới nhân lực cũng vậy. Nhâm Tiểu Túc thật sự nghi ngờ, hệ thống nước ngầm ở đây còn chưa được hoàn chỉnh. Nếu đi tới những nơi chuyên dùng để vệ sinh, chỗ đó sẽ đầy mùi xú uế. Vấn đề nước dùng trong thành trấn được giải quyết thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Mà Qua ngạo nghễ nói, ngươi đang hỏi một vấn đề ta tương đối chú ý. Sau năm thu thuế đầu tiên, ta đã đào 180 miệng giếng, giải quyết được vấn đề phức tạp trong nhiều năm này của họ. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt há hốc mồm nhìn Mai Qua, trong lòng tự nhủ việc này có gì đâu mà kiêu ngạo a đại huynh đệ. Việc này thu xa việc Nhâm Tiểu Túc từng làm ở Tây Bắc lúc trước. Khả năng cao nơi này nhiều năm không tiếp xúc với bên ngoài, hoặc tổ chức Vu sư không chịu mở rộng ngoại giao đã khiến những người này không biết chỗ khác đã phát triển tới dạng gì rồi. Bây giờ nghĩ lại, cứ điểm 178 từng xem Vu sư là đại địch, thuần túy chỉ vì đối phương sở hữu năng lực siêu nhiên mà Tây Bắc lại không đó. Mà khi đó quân sự ở Trung Nguyên còn chưa lớn mạnh quá. Hiện tại nhìn lại, nếu nơi này không có Vu sư thì chẳng là cái đinh gì cả. Bấy giờ, Ma Qua chỉ vào thánh đường ở trung tâm thành trấn, đó chính là giáo đường Chân Thị Chi Nhãn, thuộc dân với tư cách là tín đồ. Mỗi chủ nhật đều sẽ tới đó làm lễ. Tòa tháp hùng vĩ bên cạnh là tháp Vu sư của ta. Thế nào, rất tráng lệ đúng không? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, ta không muốn cắt đứt lời khoe khoang của ngươi. Cơ mà nếu ngươi từng thấy cứ điểm 178, ngươi sẽ biết sự hùng vĩ của nơi này còn kém xa lắm. Mai Qua bị nghẹn họng, cứ điểm phòng ngự sao có thể so với thành trấn, có giống nhau đâu. Được rồi, đi nhanh lên, ta đang vội xem sách. Nhâm Tiểu Túc thúc giục. Nói xong hắn thúc bụng ngựa, dục ngựa chạy nhanh hơn, bỏ lại Mai Qua với vẻ mặt bất đắc dĩ. Muốn nói lại không, thành lời phía sau. Có thể nói, hiện tại Mai Qua đã xem Nhâm Tiểu Túc như bằng hữu mà đối đãi rồi. Bất quá, các kỵ sĩ Lý gia phía sau hai mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu bọn họ thấy có người hầu cận dám nói chuyện như vậy với Vu sư. Các kỵ sĩ nghi hoặc nhìn về phía Lý Thành Quả, thiếu gia, sao hắn dám nói vậy với Mai Qua đại nhân? Lý Thành Quả mặt không biểu tình, cũng không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ hy vọng sắp tới Nhâm Tiểu Túc đừng nói chuyện với mình trước mặt mọi người. Bằng không mặt mũi của hắn chắc không còn lại gì. Cơ mà trên đời này càng sợ cái gì thì cái đó tới càng nhanh. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên quay đầu hô, Miên Dương Nhân, hai ngươi làm gì lâu vậy? Mau đuổi theo à? Các kỵ sĩ. Khóe mắt hai người Lý Thành Quả cùng Lưu Đình không ngừng run rẩy. Bọn họ cảm thấy nên nói chuyện thật tốt với Nhâm Tiểu Túc. Chỉ cần đối phương đừng gọi bọn họ là Miên Dương Nhân, muốn bọn họ bỏ bao nhiêu tiền cũng được. Một đoàn người chậm rãi tiến vào thành trấn. Mãi đến lúc này Mai Qua mới thở phào nhẹ nhõm. Vì người muốn giết hắn sẽ không dám động thủ nữa. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt Nhâm Tiểu Túc lướt một vòng trong đám người băn khoăn nói, cẩn thận một chút, có nhân vật khả nghi. Mai Qua rùng mình, hắn nhìn ra xung quanh. Tất cả đều là thuộc dân đang nửa quỳ hành lễ, không có gì dị thường cả. Đừng nhìn xung quanh. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, cẩn thận đánh rắn động cỏ. Thành trấn Yorkshire có tường thành, dường như không có chút khái niệm vào với việc bị tấn công. Khi bọn họ vào thành trấn, Nhâm Tiểu Túc phát hiện tuy các thuộc dân đều cúi đầu hành lễ nhưng có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú quan sát Mai Qua. Nhâm Tiểu Túc không muốn để chúng xuất thủ nhưng cũng không muốn dọa chạy đối phương. Vạn nhất dọa chạy thì hắn biết thu hoạch Chân Thị Chi Nhãn ở đâu đây. Tuy Mai Qua không có phát hiện gì cả nhưng vẫn ngồi chỉnh tề trên lưng ngựa. Nếu không có sự cảnh giác này của Nhâm Tiểu Túc, hắn đã sớm chết do hỏa trụ rồi. Vì thế Mai Qua tin tưởng phán đoán của Nhâm Tiểu Túc. Chỉ là hắn nghĩ mãi không rõ, đối phương muốn động thủ ở trong thành trấn sao? Mai Qua nhỏ giọng nói thầm, người nào có vấn đề? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta sẽ trực tiếp hạ lệnh cho các kỵ sĩ đuổi bắt hắn. Ta có quyền chỉ huy tất cả mọi thứ tại Yorkshire. Không được làm lộ, để đối phương lặng yên rời đi đi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, nếu như trước mặt mọi người ta giết thợ săn rồi lấy Chân Thị Chi Nhãn của hắn, tổ chức Vu sư sẽ đối đãi với ta như thế nào? Đương nhiên sẽ cưỡng chế bắt ngươi nộp Chân Thị Chi Nhãn cho họ. Mai Qua nói, ngươi đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Ngươi đánh không lại thợ săn tiền thưởng đâu.
dù là ta cũng không nhất định có thể thắng được. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1097, Vô Sư Russell. Trong thành trấn chỉ có một nửa đường đi là đường đất. Nhâm Tiểu Túc có thể tưởng tượng được, nếu trời mưa thì những con đường này sẽ lầy lội cỡ nào. Thành trấn không có hệ thống nước ngầm. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa thấy có thuộc dân đang vận chuyển phân và nước tiểu ra ngoài. Dù cách rất xa vẫn ngửi thấy mùi vị tanh tưởi đó. Tóc tai thuộc dân được chải chuốt chỉnh tề nhưng bóng lưỡng dị thường. Nhâm Tiểu Túc vừa thấy liền rõ. Dù mai qua đã dùng tiền thuế một năm để đào 180 cái giếng nhưng nước ở đây vẫn thiếu thốn vô cùng. Năm đó ở trên thị trấn, hắn và Tiểu Lục Nguyên cũng ở trong tình trạng này. Thuộc dân nửa quỳ hai bên đường phố nghênh tiếp Vu Sư Đại Nhân trở về. Đối với bọn họ mà nói, Vu Sư là thần minh, thần thánh lớn nhất trong vương quốc này. Trang phục khác xa so với trung thổ. Nữ nhân mặc váy bồng xòe, cổ tay và chân viền bèo, quanh hông quấn đai lưng. Nam nhân thì mặc đồ bình thường hơn, đa phần đều là áo sơ mi cũ nát, bên ngoài là một cái áo khoác ngắn cũ, cỡn. Ban đầu trang phục ở đây không như thế, nhưng từ 20 năm trước lại bắt đầu thịnh hành cổ phục thế đấy. Mai qua cười giải thích với Nhâm Tiểu Túc, thế nào, cứ điểm 178 các ngươi không mặc như thế. Ừ, đúng vậy. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, các kỵ sĩ dẫn đám Mai qua tới tháp Vu Sư rồi rút lui. Bất quá mai qua lo thợ săn quái vật sẽ tới giết người nên dứt khoát lệ cho hai kỵ sĩ canh giữ bên ngoài tháp Vu Sư. Không chỉ thế, hắn còn cho kỵ sĩ đưa Lý Thành Quả và Lưu Đình về nhà rồi phái thêm người tới. Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ, loại biện pháp bảo vệ này sẽ khiến đám thợ săn chẳng dám ra tay nữa. Hắn muốn dụ chúng ta phải tốn không ít sức nha. Bất quá có sao nói vậy. Nhâm Tiểu Túc cũng rất thích tinh thần không sợ chết này của Mai Qua. Sợ chết không mất mặt, mỗi người chỉ có một cái mạng, không đáng vì chuyện ngu xuẩn mà từ bỏ. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc càng lúc càng muốn dụ Mai Qua về Tây Bắc. Sau khi đi vào tháp Vu Sư, Nhâm Tiểu Túc tưởng 2 năm vắng mặt sẽ khiến nơi này đầy bụi bặm. Nhưng vào xong hắn mới biết, tháp Vu Sư có 20 nữ trung niên phụ trách quét dọn. Ta đã đánh giá thấp quyền thế của ngươi ở Yorkshire rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Mai qua cười nói, chuyện ngươi đánh giá thấp còn rất nhiều. Nói thật, cũng không thể trách Nhâm Tiểu Túc đánh giá thấp Mai qua. Chung quy Mai qua là Vu Sư chỉ dẫn theo 2 tôi tớ ra ngoài điều tra. Không còn bất kỳ người hầu nào khác, cùng với việc trên đường trở về vô cùng chật vật. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc khó lòng nghĩ đối phương thật sự là một đại nhân vật. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc theo bản năng đánh giá thấp toàn bộ Vu Sư. Mà tòa tháp tráng lệ này có rất nhiều vật phẩm trang sức thượng đều là dát vàng mà thành. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, người đã có nhiều quyền thế như thế, vì sao không dẫn theo một ít tùy tùng và người hầu tới cứ điểm 178? Mai qua thở dài, tới đời đó chỉ để chịu khổ. Ngươi nhìn những người này vất vả khổ cực làm việc đi, họ cũng chỉ vì chút tiền công. Ta sao có thể dẫn các nàng tới nơi nguy hiểm như biên thùy? Nếu đụng phải binh sĩ cứ điểm 178, lấy năng lực của ta căn bản không bảo vệ được bọn họ. Nhâm Tiểu Túc thở dài, đúng là một thằng nhóc ngây thơ. Khi cứ điểm 178 bị xâm lấn, mọi người tự động cảm thấy Vu Sư cực kỳ tà ác. Đây cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Tựa như lúc trước khi Nhâm Tiểu Túc đối mặt với quân đoàn Viễn Chinh, hắn cũng cảm thấy đối phương rất ác độc. Nhưng thực tế ở đâu mà chả có người tốt kẻ xấu. Mai qua không thể nghi ngờ chính là người tốt điển hình trong vương quốc Vu Sư. Mà quân đoàn Viễn Chinh xuôi nam vì tìm nơi sống, bị hắc bào lừa dối mà ra. Đây không phải Nhâm Tiểu Túc biện hộ cho Vu Sư và mọi rợ. Nếu lần nữa khai chiến, dù đối phương mà ai thì hắn vẫn như cũ mà đại khai sát giới. Quân đoàn Viễn Chinh tới 100 lần, kết quả đều chỉ có một. Một phụ nhân trung niên đi tới trước mặt Mai qua cười nói, Mai qua đại nhân xem như đã trở về, ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị cơm tối cho ngài. Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương, vị quản gia này không phải người trung thổ. Đối phương có tóc vàng mắt xanh tràn ngập phong tình dị vực, bất quá khi mở miệng vẫn dùng trung văn. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên,
cảm thấy thế giới này có phần không quá chân thật. Lúc này Mai Qua nói, được rồi, mau chuẩn bị cơm tối đi. Nước ấm chuẩn bị xong chưa, ta muốn tắm rửa trước. Phụ nhân trung niên cười nói, đã xong, buổi tối ngài muốn ăn gì? Mai Qua nghĩ nghĩ rồi nói, thịt băm hương cá, đậu hủ tứ xuyên, cải thảo chua cay. Nhâm Tiểu Túc, cái gì thế này? Không phải Vu sư chỉ bị đồng dạng một chút thôi hả? Sao bây giờ đồ ăn cũng y chang trung thổ vậy? Mai Qua nhìn Nhâm Tiểu Túc, cơm tối sợ là chốc nữa mới có, hay hai ta đi tắm trước nhé? Nhâm Tiểu Túc nhất thời nhíu mày, ngươi nói cho rõ ràng lại, bằng không ta sẽ đánh người đó. Ngươi đừng nghĩ sai. Mai Qua tức giận nói, trong tháp có tới 8 phòng tắm lận. Ta đâu có bảo sẽ tắm chung với ngươi. Ta không tắm đâu. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, trước tiên ngươi lấy sách ta đọc đã. Được rồi, tùy ngươi. Mai Qua nhún nhún vai rồi bảo người hầu lấy sách tới. Hắn nói là cuốn này, Vô Sư Chí, xuất bản từ 80 năm trước, hiện tại không thể tìm được. Vậy vị Vu sư đó tên là gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Russell. Biết rồi. Nhâm Tiểu Túc tùy tiện ngồi lên một cái ghế đọc sách. Một nữ hầu đi tới dâng dâng nước trà cùng điểm tâm hắn. Thậm chí còn có người hỏi hắn có cần mát xa cổ vai hay không. Trà là hồng trà, mà điểm tâm là bánh hương tô. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Vu sư thật sự biết hưởng thụ. Lợi ích cao nhất của vương quốc, dù là nhân vật râu ria như Mai Qua cũng có thể hưởng quyền thế thế này. Mà Nhâm Tiểu Túc với tư cách là người hầu của Mai Qua, hiện tại trong nơi này, trừ Mai Qua ra, hắn là người có địa vị cao nhất. Hắn lắc đầu cười cự tuyệt, không cần, để ta an tĩnh đọc sách là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc không cần giả vờ giả vịt, hắn thật sự rất vội. Hiện giờ trong lòng hắn có một sự thôi thúc kỳ lạ với Nhâm Hòa. Hắn cảm thấy Nhâm Hòa sẽ giải khai hết thảy bí ẩn trong lòng hắn. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1098 Thư tín. Trên trang sách phiếm vàng ghi lại lý lịch của Russell. Hắn sinh vào năm 1981 trước công nguyên, là vu sư vĩ đại nhất mọi thời đại. Hắn từng tận sức phát triển tổ chức vu sư, chủ trương thu nạp bình dân cùng ngoại tộc để thay máu cho vu sư. Trong tai biến, hắn từng dẫn dắt tổ chức vu sư cùng bình dân tìm kiếm vùng đất tịnh thổ mới. Bấy giờ, Russell chính là người được tất cả mọi người sùng kính và kính yêu. Nhưng mà, Russell không chỉ là vu sư vĩ đại mà cũng là vu sư lợi hại nhất. Hắn sử dụng chân thị. Chi nhãn màu đen là một trong những người canh giữ chân thị chi nhãn màu đen. Sở trường cả đời của hắn là thuật pháp thiên thạch sao rơi, phụ tu là hỏa diễm thuật cùng hỏa long thuật. Lý lịch của Russell có chừng hơn 1.000 chữ. Nhâm Tiểu Túc đọc một hồi mới nhận ra, tác giả của lịch sử về vu sư là người hâm mộ của Russell. Sau 80 năm, đây là cuốn sách duy nhất còn lại của Russell. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng đọc xong lý lịch của Russell. Trong đây nói về những việc Russell từng làm, tỉ như hắn là thiếu niên hoạt bát, từng trợ giúp đồng học, là vu sư trẻ tuổi nhất của tổ chức vu sư, quá trình gia nhập hiệp hội vu sư. Từ đây có thể thấy được, Russell là người rất giỏi ngoại giao, lúc sinh thời cuộc sống chắc chắn rất sống động. Trong sách viết, Russell là vu sư có thiên tư chắc tuyệt nhất trong lịch sử. Cho nên rất nhiều thanh niên đi theo hắn, xem hắn là tấm gương noi theo. Theo sự đổi mới của thời đại, Russell không chịu nổi cách làm phong kiến và bảo thủ của Hiệp hội Vu sư. Hắn bắt đầu xây dựng lực lượng và tìm cách cải tiến. Trước đây Hiệp hội Vu sư cho rằng Vu sư cần phải có huyết thống thuần khiết, bảo vệ bí mật của chân thị chi nhãn. Trước đây Hiệp hội Vu sư luôn kiên trì cho rằng chân thị chi nhãn chính là vận mệnh của Vu sư. Người ngoài không thể biết được, bằng không sẽ khiến chân thị chi nhãn gặp nguy. Nhưng Russell lại cảm thấy vu sư cần được thế nhân tán thành. Hắn kiên trì chủ trương thay máu cho vu sư, muốn vu sư có thể quang minh chính đại đứng trước mặt người đời. Trước đây vì lợi ích quần thể cùng sự phát triển của thời đại mới, không ít thanh niên vu sư dù chống lại gia tộc của mình cũng muốn đi theo Russell.
Lúc này, Giác Sổ có một mị lực mạnh mẽ khiến vô số người đi theo hắn. Bất quá, về tính cách Giác Sổ, lúc trung niên có sự thay đổi cực lớn. Tác giả của Vu Sư Chí ghi lại, thời điểm Giác Sổ 47 tuổi lại đột nhiên quyết định từ chức chủ tịch Hiệp hội Vu Sư, khiến tất cả mọi người không ai lường trước. Đình Căn Tư, bạn tốt của hắn, từng nhiều lần viết thư khuyên bảo, hy vọng Giác Sổ tiếp tục dẫn dắt Hiệp hội, nhưng Giác Sổ thủy không đồng ý, ngược lại càng thêm quyết tâm nghiên cứu cách thi thuật không đọc chú ngữ. Vu Sư Chí ghi đến nơi cũng không nói vì sao đột nhiên Giác Sổ lại có suy nghĩ này, mà Nhâm Tiểu Túc nhìn đến đây liền gật gật đầu. Từ đây có thể xác nhận Giác Sổ chính là tác giả của Quy tắc Trung Vu thuật nha. Về phần tại sao tính cách đối phương đột nhiên đại biến, Nhâm Tiểu Túc thật sự hoài nghi là do Nhâm Hòa đã đánh trúng lòng tự trọng của Giác Sổ. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, Nhâm Hòa cũng quá hung tàn đi. Có thể đánh cho một nhân tài ngoại giao sáng sủa biến thành nhân tài nghiên cứu. Bất quá có phần đáng tiếc ở chỗ, từ quyển Quy tắc Trung Vu thuật có thể nhìn ra, dù Giác Sổ nghiên cứu thật lâu cũng không cách nào nghiên cứu ra cách thi thuật không đọc chú ngữ. Dù trên tay hắn có chân thị chi nhãn màu đen đi nữa, thế nhưng quyển sách này không nói về chân thị chi nhãn màu đen à. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, mai qua nói hắn đọc được tin đó ở đây mà. Nhâm Tiểu Túc lật từng tranh, đột nhiên phát hiện trang 31 đến 61 là thư của Đình Căn Tư gửi cho Russell. Đình Căn Tư, Russell thân ái, từ khi ngươi từ chức, đám quý tộc đó liền được nước lấn tới, muốn xua đuổi Vu Sư bên ngoài để bảo vệ huyết thống Vu Sư và chân thị chi nhãn. Bọn họ cho rằng Vu Sư vốn không nên quang minh chính đại đứng trước mặt người đời, cố gắng của chúng ta chỉ là phí công. Russell, Đình Căn Tư thân ái, ta đã biết, nhưng hiện tại ta đang say mê nghiên cứu, căn bản không còn sức quản chuyện của Hiệp hội Vu Sư. Hy vọng các ngươi có thể tự lựa chọn một vị thủ lĩnh mới. Đình Căn Tư, Russell vĩ đại, mong ngươi hãy nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì đã khiến ngươi thay đổi như thế. Ngày 15 ta sẽ tới thăm ngươi, mong ngươi đừng từ chối. Russell, Đình Căn Tư, hiện tại ta không muốn gặp bất kỳ ai. Sinh mệnh là ngắn ngủi, ta sợ sẽ không có đủ thời gian để nghiên cứu. Điều này khiến ta rất buồn. Đình Căn Tư, Russell thân ái, ta có thể không tới thăm ngươi. Thế nhưng hy vọng ngươi nói ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Chẳng lẽ quý tộc Vu Sư đã bắt người nhà của ngươi? Lần này, nội dung thư của Russell rốt cục cũng nhắc đến manh mối mấu chốt nhất. Đình Căn Tư thân ái, ta đã gặp vị kỵ sĩ trung thổ cường đại kia. Hắn muốn lấy một chân thị chi nhãn màu đen từ chỗ ta. Ngươi và ta đều rõ điều này nghĩa là gì. Ta không phải đối thủ của hắn. Nói đơn giản là, hắn đánh không lại người ta nên chân thị chi nhãn màu đen đã bị cướp đi, không còn mặt làm hội trưởng Hiệp hội Vu Sư. Các người mời cao minh khác đi, ta thật sự không mặt mũi. Khó trách tác giả của Vu Sư Chí không đề cập tới việc này. Rõ ràng đối phương có thư qua lại giữa hai người, cũng biết lý do vì sao Russell từ chức nhưng chẳng nhắc tới nửa chữ. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu suy nghĩ tác giả cuốn sách này rồi. Tưởng tượng một chút, khi người phát hiện thần tượng mình tâm tâm niệm niệm đột nhiên bị người khác đánh tới không ngóc đầu dậy được sẽ là cảm giác thế nào. Tác giả Vu Sư Chí không đề cập tới việc này cũng vì đối phương cũng mất mặt à. Không thể không nói, việc này khiến Nhâm Tiểu Túc có cảm giác rất mới lạ. Không nghĩ tới trong thời đại kia Nhâm Hòa lại bưu hãn như thế. Sau khi đọc tiếp, có một bức thư đã hấp dẫn hắn. Đình Căn Tư, Russell thân ái, thật xin lỗi vì khiến người phải nhắc tới việc này. Ta cũng rất bi thống. Thế nhưng ta không hiểu, vì sao vị kỵ sĩ trung thổ kia phải cướp đoạt chân thị chi nhãn trên tay ngươi? Russell, hắn nói muốn dùng chân thị chi nhãn để cứu con của hắn. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1099, manh mối thứ hai. Dùng chân thị chi nhãn màu đen để cứu người. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, chân thị chi nhãn màu đen không phải thuốc, làm sao để cứu người à? Đây không phải một loại vũ khí thôi sao? Thế nhưng trong thư, Russell không nhắc cụ thể đến chuyện cứu người. Dường như hắn cũng không rõ lắm về chuyện này.
hẳn là tự nhiên bị đánh rồi rút kinh nghiệm xương máu rút về nghiên cứu vu thuật. Nhưng đáng tiếc ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc thông qua vu sư trí thấy được cuộc sống của Russell lại không thấy được thành quả nghiên cứu của đối phương. Russell như một nhà nghiên cứu không ngại cực khổ, dùng hết tuổi già cũng chỉ để tìm ra điểm đột phá cho vu thuật. Nhưng thực tế lại tàn khốc, dù có rất nhiều nhà khoa học phí cả đời để nghiên cứu nhưng vẫn không cho ra được thành quả gì. Bọn họ dành tất cả thanh xuân cùng nhiệt huyết hiến dâng cho phòng thí nghiệm và luận văn mà chưa chắc sẽ có hồi báo. Đây là thế giới hiện thực, tất cả mọi người không phải vai chính của thế giới này. Sau đó Nhâm Tiểu Túc đọc tiếp, thấy được trong sách còn có thư của nhiều người khác nữa. Fletcher, Russell thân ái, gần đây thế cục dung chuyển, khả năng cao vu sư sẽ bị cuốn vào. Giới quý tộc đã cử người thay thế vị trí của người, thế nhưng họ chỉ lo cướp lấy quyền lợi lại không muốn gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Russell, thế giới này đã không còn yên ổn, chúng ta cần ngươi. Nhâm Tiểu Túc nhìn đến đây thì đột nhiên sửng sốt, chẳng lẽ tai biến đã bắt đầu sao? Trong thư tuy không đề cập đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn có thể liên tưởng được. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng lật sang trang sau, muốn đọc thư hồi âm của Russell. Russell, Fletcher thân ái, ta quyết định sẽ quay về với các ngươi. Thế lực vị kỵ sĩ trung thổ lưu lại nơi này đã tìm được ta. Để tỏ lòng áy náy vì đã lấy đi chân thị chi nhãn, người của hắn sẽ hiệp trợ, dẫn chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Cuối tuần sau ta sẽ về. Nhưng trước đó ta cần phải đạt thành nhất trí với nhóm quý tộc để họ cùng chúng ta đối mặt với trận đại nạn này. Đến bây giờ, rốt cục Russell đã quyết định bỏ lại nghiên cứu của mình vì vu sư mà xuất động. Lúc này hẳn hắn đã hơn 50 tuổi. Chuyện phía sau chỉ là liên lạc của hai bên. Lúc còn trẻ Russell từng treo đám quý tộc lên đánh. Sau khi hắn quy ẩn, nhóm quý tộc mới nhảy ra làm trò. Sau khi Russell rời núi, cùng nhau trong lời của hắn hẳn không khác gì đánh cho tới lúc chịu thì thôi. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Russell trong mắt trở nên sống động hơn nhiều. Tiếp đó là phong thư Russell chiêu cáo cho toàn thể vu sư, trừ vị. Hiện giờ vì sinh tử tồn vong của cả tộc, chúng ta nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm thấy một loại bi tráng to lớn. Cả đời Russell ngoại trừ mất đi chân thị chi nhãn màu đen ra thì gần như không có một vết nhơ nào. Một người như vậy đi quy ẩn núi dừng lại vì sinh tử toàn tộc lần nữa ra mặt, dẫn dắt tất cả vu sư thành công vượt qua chảng kiếp nạn. Không thể không nói, hiện giờ tổ chức vu sư có thể sống tốt như vậy đều vì tai biến đã khiến cứ điểm 178 suy kiệt, cộng với phần lớn công lao của Russell nữa. Russell không con cái. Tổ chức vu sư thành công vượt qua tai biến liền nhanh chóng lấy lại thực quyền, điều này cũng bình thường. Từ từ, giới quý tộc xưa cũ liền bắt đầu tiêu trừ tất cả ảnh hưởng của Russell với giới vu sư giới. Ban đầu chỉ là thăm dò, sau đó 5 lần bài lượt sửa đổi quy tắc chung của vu thuật rồi xóa bỏ hoàn toàn tên tác giả. Nhâm Tiểu Túc có chút cảm khái, thái bình là do người làm, không có người không có thái bình. Vậy mà đám người này lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Nhâm Tiểu Túc chợt sửng sốt. Trong một bức thư, Russell có nói người của vị kỵ sĩ trung thổ kia đã tìm được hắn. Điều này nói rõ trong vương quốc vu sư có người của kỵ sĩ, của Thanh Hòa. Hơn nữa tổ chức này và tổ chức vu sư đã rằng có tới bây giờ. Lúc trước nhiệm vụ của cung điện là tìm 4 manh mối liên quan tới Nhâm Hòa tại đây. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc biết tìm ở đâu chứ? Hiện tại, lá thư của Russell đã nhắc nhở hắn, thế lực Nhâm Hòa để lại chính là manh mối thứ hai. Hắn chỉ cần tìm ra thế lực này, nhiệm vụ của cung điện xem như hoàn thành một nửa. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc không hiểu sao lại có chút kích động. Tại Tả Vân Sơn, Linh đột nhiên hỏi Nhâm Tiểu Túc có cô độc không? Một khắc này Nhâm Tiểu Túc thật sự cảm thấy cô độc. Hắn không biết mình tới từ đâu, cũng không biết người thân của mình thế nào. Vì sao đối phương lại vứt bỏ mình? Cảm giác như vậy, kỳ thật cũng rất cô độc. Mà bây giờ, hết thảy manh mối như ám chỉ hắn không hề bị bỏ rơi, chỉ là trong thời đại suy tàn kia, muốn bảo vệ một người là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, tình huống cụ thể thế nào vẫn chưa xác định. Trước tiên hắn nên tập hợp đủ manh mối cái đã. Không qua bao lâu, Mai Qua đã tắm rửa xong. Thế nào, tìm được đầu mối gì chưa?
có một chút. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể xác định được vị kỵ sĩ trung thổ đã lấy một viên chân thị chi nhãn đi, nhưng hiện tại trung thổ lớn như vậy, căn bản không thể tìm được. Mai Qua an ủi, không sao đâu, dù tìm không được, tương lai người nhất định có thể mua được chân thị chi nhãn của mình. Mai Qua nói vậy chứng tỏ hắn không nhớ thương chân thị chi nhãn màu đen kia nữa. Nếu như Nhâm Tiểu Túc tìm được, đó là của Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chuyển giọng, nhưng ta ngược lại tìm được manh mối khác. Trong thư của Russell cùng Fletcher nói tới một chuyện, hắn nói vị kỵ sĩ trung thổ kia từng lưu lại một phần thế lực để trợ giúp vu sư vượt qua cửa ải khó khăn nhằm bồi thường việc cướp đi chân thị chi nhãn màu đen. Người có từng nghe nói chuyện này không? Có lẽ người của thế lực này biết tung tích chân thị chi nhãn màu đen. Trong tai biến, trung thổ gặp tai nạn so với vương quốc vu sư thì nghiêm trọng hơn một chút. Vì thế truyền thừa của tổ chức kỵ sĩ cũng bị đứt gãy. Bọn họ biết con của Nhâm Hòa còn sống nhưng không tìm ra tin tức. Mọi người mệt mỏi sinh tồn, mất liên lạc cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng kỵ sĩ trong vương quốc vu sư thì khác. Họ ở cùng với vu sư, tin tức của bọn họ hẳn sẽ hoàn chỉnh hơn. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1100 Phong cách vô sư. Người có biết kỵ sĩ trung thổ bây giờ đang ở đâu không? Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai Qua, nếu như bọn họ từng hiệp trợ vu sư tránh né tai biến. Sau chuyện sinh tử tồn vong này, thanh danh bọn họ hẳn cũng hiển hách như Russell mới đúng chứ. Ít nhất cũng là mọi người đều biết, sao ta chưa từng nghe ai nhắc tới họ hết. Sau khi Mai Qua nghe xong thì trầm tư một lát, thời điểm ta đọc vu sư trí kỷ cũng từng thắc mắc. Nhưng xin ngươi tin ta, ta thật sự chưa từng nghe nói tới bọn họ. Sao có thể như vậy? Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu. Có lẽ bọn họ cũng không tuân theo chỉ lệnh của vị kỵ sĩ trung thổ kia. Mai Qua phân tích. Sẽ không? Nhâm Tiểu Túc biết các kỵ sĩ, những người có tín ngưỡng đoàn thể mạnh mẽ như thế sao có thể đột nhiên phản bội tập thể? Cũng có thể tất cả bọn họ đều chết trong tai biến. Mai Qua nói tới một loại khả năng. Cũng có thể à? Nhâm Tiểu Túc thở dài. Tai biến thật sự quá kinh khủng. Dù suy đoán này khó chấp nhận nhưng không phải không có khả năng. Ngay lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nghĩ. Không đúng à? Nếu là bọn họ đều chết, cung điện sẽ không giao nhiệm vụ tìm manh mối này cho hắn. Hắn còn 3 manh mối nữa cần phải tìm. Nếu kỵ sĩ đều đã chết, hắn biết tìm ở đâu, cung điện sẽ không đùa giỡn hắn. Vì thế tổ chức Nhâm Hòa để lại ở đây vẫn còn, chỉ là không biết vì sao họ lại không xuất hiện trong vu sư trí thôi. Xem ra hắn còn phải chậm rãi tìm kiếm. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, cuối cùng Russell chết thế nào? Ta không thấy nhắc gì trong vu sư trí. Trong đó không có ghi, ta đoán đại khái là tác giả của cuốn sách cũng không rõ lắm. Hoặc là không dám viết à? Mai Qua nói. Chuyện gì đã xảy ra? Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Lúc trước cha ta từng nói, năm thứ 3 khi Russell dẫn dắt vu sư vượt qua tai biến hắn đã chết, nguyên nhân tử vong thì không rõ. Mai Qua giải thích, tổ chức vu sư nói với bên ngoài Russell vì mệt nhọc quá độ mà đột tử. Sau đó thi thể Russell nhanh chóng bị đem đi hỏa táng. Không kiểm tra thi thể, không ai điều tra nguyên nhân chết, cứ thế đã bị đem đi hỏa táng. Cho nên việc này khiến rất nhiều người hoài nghi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Không chỉ vậy, Mai Qua nhẹ giọng nói ra, trọng yếu nhất là chân thị chi nhãn cuối cùng trong tay Russell đã rơi vào tay gia tộc Tudor. Con người là động vật rất dễ nghi ngờ, quyền lợi trọng yếu thay đổi sao có thể không bị người khác nghi kỵ. Về sau thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Về sau? Mai Qua cười cười, về sau Tudor trở thành đại gia tộc mạnh nhất tại đây. Dù trong tổ chức vu sư hay thế tục đều vậy, có được chân thị chi nhãn màu đen sẽ nhận được quyền thế, mặc dù bọn họ không có kỳ tài ngút trời như Russell. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, cũng rất có thể. Ít nhất bản thân Nhâm Tiểu Túc tin rằng Russell bị người mưu hại hơn. Ồ, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, gia tộc Tudor sao nghe quen vậy? Là gia tộc của vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã nhà ngươi à? Mai Qua cười khổ. Đúng vậy,
cho nên kỳ thật ta cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Những gì ngươi nói lúc trước ta nghe để trong lòng là được. Dù 100 người như ngươi và ta cũng chẳng thể dung chuyển gia tộc Tu Đơ. Huống chi bây giờ ngươi còn chẳng phải vu sư. Mỗi lần Nhâm Tiểu Túc nghe vậy đều muốn nói với Mai Qua, ngươi không biết gì về năng lực của kẻ phá hủy hàng rào đâu. Không nói đến bản thân hắn có thể diệt gia tộc Tu Đơ không? Dù không đi nữa hắn có thể quay lại cứ điểm 178 rồi dùng đoàn tàu hơi nước chở một đống hán tử tới san bằng nơi này này. Có câu không biết, sẽ rất đáng sợ. Lúc trước hắn không biết vương quốc vu sư thế nào nên luôn nghĩ nơi này có nhân vật gì cường đại hoặc ẩn giấu năng lực gì đó đáng sợ lắm. Nhưng hiện tại xem ra, sau hơn 200 năm, vương quốc vu sư đã gần như mục nát rồi. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua, yên tâm, việc này ta nhất định giúp ngươi làm được. Mai Qua thầm nói, lại bắt đầu khoác lác, lúc nào ngươi mới có thể sửa cái tật xấu này đâu. Nhâm Tiểu Túc cười mà không nói, cũng không giải thích quá nhiều. Có lúc Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Mai Qua chẳng khác nào nhân vật chính, gặp được bàn tay vàng là Nhâm Tiểu Túc rồi còn chọc tới gia tộc lợi hại nhất vương quốc vu sư. Nếu trong tiểu thuyết thì một khắc khi Mai Qua gặp Nhâm Tiểu Túc cũng là bắt đầu của chuyện xưa. Mà Nhâm Tiểu Túc hủy diệt gia tộc Tu Đơ chính là cuối chuyện. Nhâm Tiểu Túc rất thích nội dung cốt truyện thế này. Hắn chẳng khác nào đại lão núp sau màn cả. Ăn cơm đi, Mai Qua nói với Nhâm Tiểu Túc. Nói qua, Mai Qua phân phó nữ hầu đi lấy rượu tốt nhất trong tháp vu sư ra. Sau đó Nhâm Tiểu Túc liền thấy Mai Qua ngồi ở đầu một cái bàn dài, dùng thìa ăn đậu hủ tứ xuyên rồi nhấp một ngụm rượu nho. Bộ dáng Mai Qua vô cùng hưởng thụ, động tác cực kỳ yêu nhã. Không phải Nhâm Tiểu Túc xem thường đậu hủ tứ xuyên và thịt băm hương cá. Ngược lại, hắn rất thích món này. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước kia hắn tham gia tiệc tối của Dương Thị, biết được xã hội thượng lưu có phong cách gì. Mà cái gọi là phong cách thượng lưu ở vương quốc vu sư này lại lộn xộn quá chừng. Lúc này Mai Qua tán thán, thịt băm hương cá đúng là mỹ vị nhân gian. Dùng thịt sườn và cà rốt tốt nhất để chế biến, khiến người ta ăn xong nhớ mãi không quên. Ăn vào miệng, dầu cá trơn kết hợp cùng vị chua của rượu nho cực kỳ tuyệt vời. Mau tới nếm thử món ăn do đích thân bếp trưởng trong tháp vu sư làm đi. Nhâm Tiểu Túc lần đầu nghe thấy có người khen ngợi thịt băm hương cá tới mức này. Xem chừng sau vào năm bị đồng hóa nữa, chỉ sợ khi uống rượu đỏ họ sẽ ăn kèm với tỏi mất. Chung quy ăn thịt mà không có tỏi thì hương vị không trọn vẹn chút nào. Buổi tối, Nhâm Tiểu Túc vào phòng ngủ Mai Qua sắp xếp cho hắn, nằm lên gối lông ngỗng vô cùng mềm mại. Bất quá hắn không ngủ, chỉ lặng lặng nằm đọc vu sư chí, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc nào lão Hứa đã bò lên nóc nhà, núp dưới đỉnh tháp, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đi săn. Nhâm Tiểu Túc không sợ nguy hiểm, hắn chỉ lo con mồi không đến thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 110 của bộ truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.